theo dõi chương trình tin tức cùng SET TV. Và ngay sau đây là một vài bản tin có trong ngày, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Mở đầu cho phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một vài bản tin xoay quanh Hoa Kỳ. 4 vụ nổ súng trong đêm tại New York đã có ít nhất 2 người thiệt mạng. Sở Cảnh sát thành phố New York, New York Police Department, đối phó với 4 vụ nổ súng khiến cho nhiều người thương vong ngay trong đêm. Theo tờ New York Post đưa tin, thì tiếng súng vang lên trong thành phố New York tại tiểu bang New York của Hoa Kỳ. Trong đêm ngày 8 tháng 6 tính theo giờ của địa phương thì đã có khiến cho 2 người thiệt mạng. Theo Sở Cảnh sát thì có tổng cộng 6 người bị trúng đạn trong 4 vụ nổ súng khác nhau trong đêm và trong đó có 2 nạn nhân không qua khỏi. Tại một ngôi nhà ở phía nam khu dân cư Richmond Hill thuộc quận Queens, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 khiến cho nhiều người thương vong. Cảnh sát đã phát hiện ra phụ nữ 52 tuổi bị trúng một phát đạn và một thanh niên 27 tuổi bị trúng nhiều phát đạn vào ngực. Một nạn nhân khác là 33 tuổi là nam, được tìm thấy nằm trên đất tại hiện trường cách đó khoảng 1.5 km với vết thương ở đầu và một khẩu súng bên cạnh. Cảnh sát chưa thể xác định được liệu người này có phải là hung thủ hay không. Người phụ nữ sau đó được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định, trong khi hai người còn lại đã kết luận là tử vong tại hiện trường. Đêm đẫm máu ở New York đã bắt đầu vài giờ trước tại khu dân cư Đông Flatbush của quận Brooklyn và cảnh sát cho biết là có một đứa trẻ 15 tuổi bị bắn vào cánh tay trái bên ngoài một ngôi nhà vào khoảng 17 giờ 30 tính theo giờ của địa phương. Và tại một khu Brownsville, cách đó khoảng vài km thôi thì một người đàn ông 58 tuổi bị bắn vào mắt cá chân trái vào khoảng 20 giờ 45 phút. Cả hai nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện trong khu vực trong tình trạng đã ổn định. Ngoài ra thì còn một nạn nhân khác 19 tuổi bị bắn vào tay trái tại khu vực Harlem vào khoảng 19 giờ 30. Cảnh sát cho biết là nạn nhân trong tình trạng ổn định và một nghi phạm đã bị bắt giữ. Tất cả 4 vụ nổ súng trên đang được điều tra và danh tính các nạn nhân hiện giờ vẫn chưa được công khai. SpaceX đang xây nhà máy có thể chế tạo được một tàu vũ trụ mỗi ngày. Sau khi hoàn thành thử nghiệm thứ tư của tổ hợp tên lửa tàu vũ trụ Starship vào ngày 6 tháng 6 tính theo giờ của địa phương, thì công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã tiếp tục thúc đẩy dự án xây dựng nhà máy hứa hẹn mỗi ngày có thể sản xuất ra được một tàu vũ trụ. Starship là một tổ hợp siêu tên lửa hạng nặng và tàu vũ trụ của SpaceX, bao gồm tầng đầu tiên là tên lửa đẩy Super Heavy và bên trên là tàu vũ trụ Starship còn gọi đơn giản là Ship và theo trang space.com đưa tin vào ngày 9 tháng 6 vừa qua tính theo giờ của địa phương. Trước đó thì vào ngày 6 tháng 6, SpaceX đã phóng thử thành công lần thứ tư đối với tổ hợp Starship và theo đó đẩy được Super Heavy sau khi được phóng lên đã tách ra và quay lại, rơi xuống vịnh Mexico. Và kế đến là tầng trên tàu ship chiều cao 50m và tiếp nhận tầng khí quyển theo quy trình có kiểm soát trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương. Sau thành công trên thì SpaceX hiện giờ sẽ thúc đẩy dự án xây dựng nhà máy Star Factory, một cơ sở sản xuất hiện đại ở khu phức tạp Starbase của công ty tại miền nam bang Texas của Hoa Kỳ. Công ty được đặt mục tiêu tham vọng là Star Factory mỗi ngày có thể sản xuất được một tàu ship. Chúng tôi có ship và tầng đẩy Super Heavy được chế tạo và sẵn sàng cho các chuyến bay sắp tới và sẽ có thêm Starship được sản xuất tại nhà máy Star Factory, theo Space.com, dẫn lời từ bà Jessie Adelson, giám đốc kỹ thuật sản xuất Falcon Structures. Star Factory thì thuộc phạm vi của Starbase ở Boca Chica, Texas, với Starbase là một trong những mảng vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới, chỉ dùng để phóng một tàu vũ trụ duy nhất trong trường hợp này là Starship. Tỷ phú Elon Musk cho hay là phiên bản mới nhất của Starship được thiết kế để mà dễ dàng sản xuất với quy mô lớn. Và Starship hiện giờ cũng là tàu du hành dự kiến là sẽ đưa các nhà du hành Mỹ quay lại mặt trăng trong vài năm tới. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm.
Hắc sâm, gương sâm có công dụng như hồng sâm, nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1888-688-2999. Thủ tướng Ấn Độ Modi tuyên thệ nhậm chức kỳ 3. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 9 tháng 6 tính theo giờ của địa phương đã tuyên thệ nhậm chức kỳ thứ 3 sau kết quả bầu cử được xem là bước lùi của đảng cầm quyền. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu, người đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức và diễn ra tại dinh tổng thống của New Delhi và với sự tham gia của hàng ngàn quan chức bao gồm lãnh đạo của 7 quốc gia khu vực, theo The Readers đưa tin. Và đảng Nhân dân Ấn Độ BJP của ông Modi đã kết thúc kỳ bầu cử quốc hội với nhiều ghế nhất, song không đủ 3 số như là hai kỳ bầu trước, buộc đảng phải liên kết với đồng minh Liên minh Quốc gia Dân chủ NDA để mà lập chính phủ. Theo AFP đưa tin thì sẽ có 71 vị trí nội các trong các chính phủ kỳ thứ 3 của ông Modi, trong khi các nội các trước đó có 81 bộ trưởng. Ngay giữa lễ nhậm chức đã xảy ra một sự việc là các tay súng đã phục kích một chuyến xe buýt chở những người hành hương theo đạo Hindu tại vùng Kashmir, sau đó thì làm chiếc xe lao xuống vực và khiến cho 9 người thiệt mạng. Các nhà phân tích nhận định nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Modi có thể gặp nhiều thách thức trong việc xây dựng sự đồng thuận với các vấn đề chính trị và các chính sách đang gây tranh cãi. Theo BJP không còn giữ ghế đa số thông qua các chính sách mà không gặp nhiều cản trở. Chúng tôi đã thắng đa số nhưng vẫn có thể vận hành đất nước, sự đồng thuận là điều quan trọng và chúng tôi đang cố gắng đạt được nhiều sự đồng thuận hơn. Ông Modi phát biểu vào ngày 7 tháng 6 sau khi Liên minh Quốc gia Dân chủ bầu cử cho ông. Trong 10 năm ông Modi nắm quyền thì Ấn Độ đạt tỷ lệ tăng trưởng vượt bậc, song cũng tồn tại nhiều thách thức trong nước bao gồm các tình trạng như là thiếu việc làm, giá cả cao và các mâu thuẫn về tôn giáo. Nhật Bản đóng tàu siêu tuần tra hợp tác công nghiệp quốc phòng với Mỹ. Nhật Bản vừa qua đã công bố kế hoạch đóng tàu tuần tra đa năng lớn nhất từ trước đến nay để mà tăng cường khả năng giám sát và ứng phó xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku, điếu ngư. Vừa qua thì theo trang báo Yomiuri Shimbun vào ngày 8 tháng 6 tính theo giờ của địa phương đã đưa tin tàu mới sẽ có chiều dài khoảng 200 mét và có tổng trọng gấp 3 lần so với con tàu lớn nhất phục vụ trong lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, JCG hiện nay. Theo kế hoạch đưa ra thì tàu tuần tra mới sẽ hoạt động như một căn cứ viễn chinh và có khả năng chở một số thuyền nhỏ ngăn chặn các cuộc xâm nhập vào quần đảo. Kinh phí đóng tàu sẽ rơi vào khoản ngân sách vào năm tài khoá 2025 và dự kiến tàu hạ thủy sớm nhất vào năm 2029. Theo các nguồn thạo tin thì giới chức Nhật Bản cũng đang thảo luận để mà mua chiếc tàu thứ hai cùng loại. Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét để mà trang bị cho tàu mới một sân đổ trực thăng và chức năng chỉ huy kiểm soát. Mục tiêu của kế hoạch này đó chính là nâng cao năng lực của JCG để mà đối phó với các mối đe dọa ở biển Hoa Đông, bao gồm các khu vực quanh hòn đảo Senkaku, điếu ngư, đang tranh chấp, theo Japan News đưa tin. Tàu tuần tra mới sẽ được dự trữ trong lương thực và trong đó có cả thêm nhu yếu phẩm để mà sử dụng như một căn cứ nổi. Và JCG sẽ sử dụng tận dụng khả năng vận chuyển của tàu mới trong cứu trợ thiên tai, cũng như sơ tán cư dân khỏi quần đảo Sakishima và các khu vực lãnh đạo khác quanh vùng Đài Loan. Trả lời theo The News Week in Asia, ông Gary Mulloy, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Daito Bunka của Nhật Bản đánh giá, tôi không xem trọng động thái này là một sự leo thang, mà là một sự thể hiện khả năng kiểm soát và quản lý của Tokyo ở khu vực. Nhật Bản không có đủ tàu hoặc là nhân lực để mà phân tán khắp nơi, và có việc một tàu lớn có thể neo đậu trong thời gian dài là một lợi thế, và một con tàu lớn sẽ có khả năng cung cấp giám sát radar tốt hơn trên biển và không phận xung quanh quần đảo Senkaku, đế ngư. Trong một diễn biến khác thì đại sứ của Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel vào ngày 10 tháng 6 tính theo giờ của địa phương cho biết Washington cần giúp đỡ Tokyo để mà đối phó với những thách thức chiến lược ở châu Âu và châu Á đang gây áp lực cho ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Trước đó thì quan chức của Mỹ, Nhật 9 tháng 6 vừa qua đã bắt đầu một cuộc đàm phán đầu tiên tại Tokyo về việc thúc đẩy hợp tác sâu sắc trong ngành công nghiệp quốc phòng trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác, mua sắm và duy trì công nghiệp quốc phòng song phương.
Theo ông Emmanuel thì các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nhật tập trung vào việc hợp tác sửa chữa tàu và máy bay để mà thúc đẩy sản xuất tên lửa, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng quân sự. Hai bên nhất trí cùng nhau chế tạo ra một hệ thống đánh chặn phòng thủ tên lửa và Tokyo cũng đồng ý cung cấp tên lửa phòng không Patriot PAC-3 cho Washington, theo Reuters đưa tin. Những lời nói của chính Joe Biden được sử dụng để chống lại sắc lệnh hành pháp của ông. Sau khi Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp hạn chế người xin tị nạn biên giới Mỹ-Mexico, những lời trước đây của ông chống lại những nỗ lực này. Và đã được chỉ ra vào ngày Chủ nhật vừa qua tính theo giờ của địa phương khi quy định gây tranh cãi được cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra vào lần cuối. Vào hôm thứ Ba vừa qua, tính theo giờ của địa phương, Biden đã ký ra một sắc lệnh hành pháp sẽ hạn chế và ngăn chặn số người di cư có thể vượt biên vào Hoa Kỳ. Một khi mà giới hạn hàng ngày đã đạt được, nó sẽ cho phép các quan chức nhanh chóng trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Biện pháp này sẽ có hiệu lực khi mà số người nhập cảnh bất hợp pháp vượt qua 2.500 mỗi ngày trung bình trong vòng 7 ngày, và điều đó có nghĩa là nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức vì các cửa khẩu đã vượt quá con số đó. Biên giới Việt Nam được cho là chỉ mở cửa trở lại sau khi con số giảm chỉ còn 1.500 hoặc là thấp hơn. Sắc lệnh hành pháp vào thứ Ba tuần trước đã sử dụng một đạo luật được gọi là 1212F, cho phép Tổng thống đình chỉ việc nhập cảnh của những người nước ngoài, được coi là gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ. Và kể từ khi sắc lệnh này được ký kết thì một số người ghi nhận lập trường trước đây của ông Biden chỉ trích dự luật. Vào tháng 7 năm 2019 trước đó thì ông Biden đã lên trang mạng xã hội X để mà chống lại những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump khi đó nhằm hạn chế quy trình tị nạn khi mà luật này được ông Trump sử dụng vào đầu nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Chủ yếu là nhằm chấm vào du khách, du lịch hoặc là người di cư từ các quốc gia, chủ yếu là người Hồi giáo vào Mỹ. Trước đó thì ông Biden đã mạnh miệng tuyên bố Trump đang đấu tới tận răng để mà từ chối những người chạy trốn khỏi những tình huống nguy hiểm, quyền tị nạn ở nước của chúng ta. Chúng ta nên đề cao trách nhiệm đạo đức của mình và thực thi luật nhập cư của chúng ta một cách đàng hoàng, không quay lưng với những người chạy trốn bạo lực, chiến tranh và nghèo đói. Ông Biden trước đó đã viết trên trang mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động hành pháp vừa qua cũng bị đảng Dân Chủ chỉ trích nặng nề về điểm đó. Việc Biden ký một sắc lệnh sớm trong nhiệm kỳ của mình để đảo ngược cái gọi là lệnh cấm Hồi giáo của Trump. Và trong lần xuất hiện trên chương trình This Week của ABC News vào Chủ nhật vừa qua, người dẫn chương trình Martha Raddatz đã đối đầu với Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas với những lời nói trước đó của Biden. Khi mà Mayorkas đã bảo vệ các hạn chế tị nạn của chính quyền Biden và bác bỏ quan điểm cho rằng lập trường của Biden có mâu thuẫn với chính sách hiện tại của chính quyền. Những gì mà Tổng thống nói sau đó là những gì chúng ta đang sống hàng ngày. Chúng tôi đang cho phép các nạn nhân tị nạn thông qua các cách nhập cảnh theo một chương trình mà chúng tôi đã phát triển. Chúng tôi đang cho phép mọi người tiếp cận tị nạn nếu họ đến từ các quốc gia như là Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela thông qua các chương trình ân xá. Sau đó thì Newsweek hiện giờ đã liên hệ cùng với Nhà Trắng qua email để mà trả lời bình luận. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Alex Padilla, một đảng viên của đảng Dân Chủ California, đã lên án sắc lệnh hành pháp của Biden và viết trên trang mạng xã hội X vào hôm thứ Ba tuần trước như sau. Bằng cách khôi phục lệnh cấm tị nạn thời của Trump, Tổng thống Biden đã từ bỏ nghĩa vụ của chúng tôi trong việc cung cấp cho những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc đàn áp, bạo lực và chủ nghĩa độc đoán cơ hội tìm kiếm nơi ẩn náu của Mỹ. Thêm vào một tuyên bố của Thượng nghị sĩ cũng nói thêm, lệnh cấm tị nạn này sẽ không giải quyết được những thách thức ở biên giới của chúng ta, giống như nó làm dưới thời dưới quyền của ông Trump vậy. Bằng cách khôi phục lệnh cấm tị nạn thời của Trump, Tổng thống Biden hiện giờ đã từ bỏ nghĩa vụ của chúng tôi là cung cấp cho những người chạy trốn khỏi cuộc đàn áp. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com.
Và phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức cùng SET TV ngày hôm nay. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.